Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spare Room. Hôm nay, chúng mình sẽ đến với các bạn trong bài viết vật lý cơ bản về vũ khí hạt nhân. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spareroom.com bởi tác giả BSGP26CM. Còn mình là Pink Dot. Và bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng mình hãy đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Nhà bác học Albert Einstein đã từng nói: "Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 con người sẽ dùng vũ khí gì, nhưng chắc chắn chiến tranh thế giới thứ 4 con người sẽ dùng gậy gộc và đá." Câu nói của nhà bác học Do Thái này cho thấy một thực trạng rằng đó là loài người hiện nay đang sở hữu những loại vũ khí có sức phá hủy khủng khiếp, đủ sức để hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh và đưa tất cả nền văn minh nhiều nghìn năm qua của nhân loại về điểm xuất phát. Một trong số đó là vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân là một trong những từ khóa mà chúng ta được nghe thấy rất nhiều qua các phương tiện truyền thông, báo đài, thông tin đại chúng. Ok, sức mạnh của những loại vũ khí đó quả thực rất đáng sợ, nhưng nó đáng sợ tới đâu? Vì sao nó lại đáng sợ tới vậy? Quá trình tạo ra thứ vũ khí ấy như thế nào? Xin mời các bạn đến với video ngày hôm nay của Spy Room trong chuyên mục Nhận tri thức. Phần 1. Hạt nhân là gì? First thing first, mình sẽ làm rõ một vài điều cơ bản trước đã. Hạt nhân từ trong vũ khí hạt nhân được hiểu tức là phần core trong phần lõi của một nguyên tử. Chúng được cấu tạo từ hai loại hạt, proton và neutron. Proton mang tích điện dương và neutron không mang điện. Nguyên tố cơ bản nhất là hydro được cấu thành chỉ bởi một electron bay xung quanh một proton. Số proton và electron sẽ luôn cân bằng để đảm bảo nguyên tử trung hòa về điện. Nếu ta ép hai nguyên tử hydro vào với nhau với đủ cường độ và mật độ, chúng sẽ hòa vào với nhau và tạo thành heli với hai proton ở nhân và hai electron bay xung quanh. Tuy nhiên, ngoài việc hòa nhập vào với nhau thì chúng còn tỏa ra một lượng lớn năng lượng. Về cái năng lượng tỏa ra thì tôi sẽ nói tiếp ở mục sau. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần hiểu một điều đơn giản, đó là tất cả mọi nguyên tố mà chúng ta đều biết đến được bắt đầu từ hydro. Càng lên cao, hạt nhân sẽ càng lớn và càng bất ổn định. Tại sao chúng lại bất ổn thì đọc tiếp phần 2 nhé. Các đồng vị phóng xạ. Như đã nói ở trên, hạt nhân được cấu tạo từ hai loại, đó là proton và neutron. Từ nãy đến giờ tôi chỉ đề cập đến proton, vậy hạt neutron đâu? Số lượng hạt proton ảnh hưởng đến tính chất hóa học của một chất. Còn để chế bom hạt nhân ấy thì chúng ta cần chú ý đến số hạt neutron mà nguyên tố đó mang. Một nguyên tố có thể mang nhiều hạt neutron mà không làm thay đổi tính chất hóa học của nguyên tố đó. Ví dụ như là hydro. Ta thêm 1 đến 2 hạt neutron vào hạt nhân của hydro, ta vẫn được nguyên tử hydro với tính chất hóa học y như vậy. Nhưng với từ 1 đến 2 hạt neutron thêm vào nhân, nguyên tử hydro này cực kỳ bất ổn định và có xu hướng tan vỡ. Sự tan vỡ này của hydro được coi là hiện tượng phân rã hạt nhân, và hydro có 1 đến 2 nguyên tử neutron thêm vào được gọi là đồng vị của hydro. Tương tự như là hydro, tất cả các nguyên tố khác đều có thể nhận thêm hoặc là bỏ bớt neutron khỏi hạt nhân để đạt đến trạng thái ổn định hơn. Việc các hạt nhân tự phân rã để đảm bảo trạng thái ổn định cũng là phân rã tự nhiên. Chúng có xu hướng tiến về các đồng vị ổn định nhất của chúng như hydro với 1P, hoặc các nguyên tố nặng hơn như urani thì có xu hướng tiến về phía các nguyên tố ổn định hơn, nằm ở giữa bảng tuần hoàn như là chrome, chì, iốt, v.v. đồng thời giải phóng một lượng lớn năng lượng khi chúng phân rã. Phản ứng hạt nhân. Như phần 1 và 2 đã nói, chúng ta có thể thêm proton và neutron vào hạt nhân để tạo thành các nguyên tố hoặc là đồng vị mới, và bản thân của chúng cũng tự vỡ ra thành các hạt phân tử nhỏ hơn, ổn định hơn ở trong tự nhiên. Có hai cách để chúng ta thu lợi từ các phản ứng hạt nhân này. Cách thứ nhất là chúng ta gom thật nhiều hạt nhân nhỏ, hydro và các đồng vị của chúng để tổng hợp lên các nguyên tố nặng hơn, đồng thời thu được năng lượng từ các phản ứng đó. Đây là cách mà mặt trời sử dụng để cung cấp năng lượng cho chúng ta. Tuy nhiên, để chúng ta có thể tạo ra được một mặt trời thu nhỏ để chủ động thu hoạch năng lượng thì khá là khó và vẫn còn rất nhiều điều cần phải nghiên cứu. Cách thứ hai thì đơn giản hơn một chút, đó là đập vỡ các nguyên tố lớn hơn như là urani và plutoni thành các nguyên tố nhỏ hơn như là sắt, chì hay là iốt, v.v. Cách này cũng cho chúng ta năng lượng rất lớn và rất dễ làm. Thực tế là ta đã xây rất nhiều nhà máy điện hạt nhân và bom hạt nhân từ cách này. Với cách 1 thì ta mới chỉ làm được bom thôi, chứ chưa chủ động thu hoạch được năng lượng gì từ chúng cả. Ở hình trên, chúng ta có thể thấy hạt nhân urani có tổng số P và N là 235.
Sau khi bị bắn bởi một hạt nơ, nó trở thành Urani-236. Urani-236 này cực kỳ bất ổn và ngay lập tức phân rã thành hai hạt nhân nhỏ hơn, đồng thời giải phóng rất nhiều năng lượng. Vũ khí hạt nhân. Như phần 3 đã đề cập, phản ứng phân rã các hạt lớn như là Urani và Plutoni giải phóng rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, như thuốc nổ và quả bom vậy, để làm một quả bom, chúng ta cần tập trung vào lượng thuốc nổ lớn và phải nén chúng lại sao cho gần như tất cả toàn bộ thuốc nổ sẽ đều được bắt lửa cùng một lúc, khiến cho gói thuốc nổ phát nổ chứ không phải là bốc cháy như là thuốc diêm. Đây chỉ là vấn đề nan giải với những bom hạt nhân, vì quả Urani trong tự nhiên chỉ chứa chủ yếu là đồng vị U-238 chứ không phải là U-235 như là hình trên. Chúng ta vẫn hay nghe nói về việc chương trình làm giàu Urani của Triều Tiên hay là Iran. Đó chính là việc họ cố làm tăng hàm lượng U-235 ở trong một thể tích Urani để có thể phát nổ. U-238 và U-235 có cùng một tính chất hóa học, vì số P của chúng bằng với nhau nên tách chúng ra rất là khó. Nhưng với U-238 hơi nặng hơn U-235 một chút, vì chúng dư ra 3 hạt N nên họ có thể làm như thế này. Với hệ thống như hình, khi bơm khí Urani vào một cái bình, U-238 nặng hơn một chút sẽ chìm xuống dưới và 235 nhẹ hơn sẽ ở bên trên. Họ rút phần khí bên trên của bình ra và đưa vào một loạt các chuỗi bình tiếp với cách làm như vậy. Dần dần, nồng độ U-235 sẽ tăng lên từ 0,7% trong tự nhiên lên 90% để làm bom. Ok, vậy các bạn đã có lượng thuốc nổ cần thiết để làm bom, vậy bây giờ chỉ cần cái ngòi nổ nhỉ? Phần này thì hơi phức tạp một chút vì chúng ta không thể đốt Urani như là thuốc nổ được. Chúng ta cần một nguồn phát xạ neutron. Cái này thì đơn giản thôi. Nhưng chúng ta phải đảm bảo làm sao để các hạt nở bắn ra sẽ bắn trúng vào các hạt nhân U-235 bên cạnh để tạo ra phản ứng ngay lập tức. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nó lại phức tạp một chút. Như hình ở bên trên, ở quả cầu đầu tiên, chúng ta bỏ quá ít Urani vào và kết quả là các hạt nở bay hết ra ngoài và quả bom của chúng ta sẽ bị xịt. Quả cầu thứ hai, chúng ta tập trung quá nhiều Urani, điều này đảm bảo là quả bom sẽ nổ. Nhưng mà thứ nhất là tốn quá nhiều Urani, thứ hai, quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào. Chúng ta cần phải thiết kế một lớp gương xung quanh một khối lượng Urani vừa đủ để các hạt nơ trốn thoát sẽ bị phản ngược lại để tiếp tục phản ứng. Tiếp theo nữa là chúng ta nên tách Urani ra làm hai phần nhỏ để đảm bảo chắc chắn rằng chúng sẽ không thể tự phát nổ. Cấu tạo của quả bom thì sẽ giống như thế này. Như hình ở bên trên, chúng ta cần cân đo đong đếm đầy đủ lượng Urani cần thiết để quả bom không bị xịt. Chúng ta sẽ chia nó làm hai phần như bên trên để đảm bảo rằng quả bom không tự phát nổ. Khi chúng ta kích hoạt quả bom, phần thuốc súng ở cuối quả bom sẽ phát nổ và sẽ bắn phần Urani ở đằng sau lên phía đầu quả bom. Ở đây chúng ta có nguồn phát xạ neutron. Nguồn này sẽ liên tục bắn các hạt neutron vào cục Urani để kích hoạt phản ứng dây chuyền xảy ra. Khi một hạt U-235 phát nổ, 2-3 hạt neutron khác sẽ được bắn ra từ nó và 2-3 hạt này cũng sẽ kích nổ các hạt nhân U-235 bên cạnh chúng. Kết quả là chúng ta có được phản ứng dây chuyền khiến cả khối Urani-235 phát nổ và giải phóng một lượng năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Tác hại của vũ khí hạt nhân. Việc kích nổ một lượng lớn Urani như vậy sẽ tỏa ra một nhiệt lượng khổng lồ và các sản phẩm của phân rã phóng xạ sẽ bắn ra khắp nơi. Nhiệt độ tăng vọt trong một thể tích nhỏ sẽ làm cho một vùng không khí ở nơi đó bị nở ra đột ngột và tạo một làn sóng nhiệt khủng khiếp, nung chảy mọi thứ và quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần. Như chúng tôi đã nói ở trên, ngoài giải phóng năng lượng ở dạng nhiệt độ, nó còn giải phóng vô số các tia phóng xạ như là hạt alpha, nguyên tử heli, hạt beta, electron, hạt gamma, sóng điện từ có tần số cực cao và năng lượng cực lớn. Các tia phóng xạ này mang năng lượng rất cao và có khả năng đánh bật các electron ra khỏi cấu trúc phân tử, đặc biệt những cấu trúc quan trọng như ADN và ARN ở trong tế bào dễ bị ảnh hưởng, vì chỉ cần sai một lỗi thôi là cả phần gen đó sẽ bị hỏng. Nếu đó là phần gen quy định việc tế bào phải chết định kỳ thì phải làm sao? Nó sẽ không thể ra lệnh cho tế bào chết đi nữa và tế bào đó sẽ phân chia liên tục tạo thành ung thư. Nên tốt nhất là đừng đọc bài này xong rồi chế thử bom hạt nhân nhá. Nhưng thực ra, vì các cường quốc đều có bom hạt nhân nên Thế chiến thứ 3 vẫn chưa dám nổ ra, mặc dù quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ trong nửa cuối thế kỷ trước cực kỳ căng thẳng. Nên có khi nào bom hạt nhân lại là thứ cứu rỗi rất nhiều mạng sống. Tưởng tượng Thế chiến thứ 3 nổ ra với rất nhiều cải tiến về máy bay và bom đạn giữa hai liên minh cực đông dân là Trung Quốc và Nga với Mỹ và Tây Âu thì sẽ như thế nào? Chính vì hai liên minh này đều sở hữu rất nhiều vũ khí hạt nhân nên họ mới không dám tuyên chiến với nhau. Tất cả những cuộc xung đột từ đó đến giờ chỉ là những cuộc xung đột nhỏ lẻ ở những quốc gia nhỏ lẻ chứ không phải là của hai liên minh quân sự với nhau. Vậy thì ý kiến của bạn thì sao? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!